mời quý vị và các bạn đón xem chương trình điểm tin đọc báo được phát trên kênh YouTube của Báo Dân tộc và Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, chương trình điểm tin đọc báo tuần này thông tin về hội thảo với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển để thông tin chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hợp tác, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Hội nghị đánh giá một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu Á lành tiếp trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng một số thông tin về dân tộc tôn giáo nổi bật khác tại các địa phương trên cả nước. Phần đọc báo hôm nay sẽ giới thiệu bài viết Người đào ao ở lưng chừng núi của tác giả Phạm Việt Thắng. Sau đây mời quý vị và các bạn đón xem phần điểm tin ngày 24 tháng 11 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Ngân hàng Thế giới và Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển để thông tin chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hợp tác, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hồ Á Lành, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn

Thay mặt Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng chủ nhiệm ghi nhận vai trò quan trọng của các đối tác phát triển, các nhà tài trợ trong suốt quá trình nghiên cứu, đề xuất xây dựng và hoàn thiện đề án tổng thể và sau đó là chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi của Chính phủ Việt Nam. Bộ trưởng chủ nhiệm Hầu A Lành kêu gọi sự tham gia của các đối tác phát triển, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế trong việc bổ sung nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi kịp thời, tiết kiệm hiệu quả hơn ủy ban dân tộc với tư cách là cơ quan chủ trì chương trình cũng cam kết sẽ tăng cường hợp tác với các nhà tài trợ trong nước và quốc tế cộng đồng doanh nghiệp để nghiên cứu những giải pháp cách làm mới sáng tạo trong công tác tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho triển khai thực hiện chương trình Ngày 23 tháng 11 tại Hà Nội, Ủy ban dân tộc đã tổ chức hội nghị đánh giá một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hồ Hoa Lành và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh đồng chủ trì hội nghị. Năm 2022, Ủy ban dân tộc được giao gần 300 tỷ đồng để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 1719, đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 đã được phân bổ gần 270 tỷ đồng. Ngay sau khi được phân bổ kinh phí, Ủy ban dân tộc đã giao dự toán cho các vụ đơn vị để thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn. Đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, tiến độ giải ngân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 1719 của Ủy ban dân tộc đạt tiến độ giải ngân 1,85%, dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, giải ngân kinh phí đạt 26%. Một số nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch nhưng do hạn chế về thời gian nên Ủy ban dân tộc đã đề xuất hoãn lại và chuyển sang năm 2023 để tổ chức thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng chủ nhiệm hầu Hoa lệnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Đối với nhóm công việc thuộc năm 2022, yêu cầu tất cả các vụ đơn vị thúc đẩy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt, đồng thời ra soát lại toàn bộ trình tự thủ tục hồ sơ, nội dung để kịp thời điều chỉnh. Đối với những nhiệm vụ của năm 2022 có đủ điều kiện triển khai nhưng do thời gian thủ tục bắt buộc phải kéo dài chưa làm được, chuyển sang năm 2023 thực hiện, Bộ trưởng chủ nhiệm yêu cầu giả soát đối chiếu với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, bộ ngành, địa phương để đảm bảo sự lồng ghép, phối hợp thực hiện hiệu quả. Những nhiệm vụ chưa đủ điều kiện thực hiện cả về cơ chế, quy trình, chức năng cần tổng hợp lại để bàn giải pháp tháo gỡ. Ngày 21 tháng 11 tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành đã tiếp bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng chủ nhiệm cho biết, thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn mới, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết, Chính phủ Việt Nam đã ban hành chương trình hành động thực hiện và đề án tổng thể và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Để triển khai thực hiện chương trình này, ngoài nguồn lực của nhà nước cần nhiều nguồn lực khác nhau, một trong những yếu tố quan trọng là sự vào cuộc, phát huy nội lực vươn lên của người dân, cùng đồng hành là sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển. Bộ trưởng chủ nhiệm mong muốn UNDP tiếp tục đồng hành cùng hỗ trợ Ủy ban dân tộc nói riêng, Việt Nam nói chung trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, hỗ trợ Ủy ban dân tộc đối với những nhiệm vụ chính phủ giao trong việc nâng cao vai trò của Việt Nam với cộng đồng quốc tế như công tác nhân quyền, vấn đề bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ. Bên cạnh đó là các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội mang tầm quốc tế có liên quan đến người dân tộc thiểu số của Việt Nam bộ trưởng chủ nhiệm tin tưởng trong nhiệm kỳ mới tại việt nam bà ramla khalidi sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ ủy ban dân tộc nói riêng việt nam nói chung tìm kiếm cơ hội phát triển mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của việt nam Ngày 24 tháng 11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đã có buổi làm việc với báo dân tộc và phát triển về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự buổi làm việc có các thành viên trong ban biên tập, lãnh đạo các ban chuyên môn báo dân tộc và phát triển. Thay mặt ban biên tập, Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển Lê Công Bình đã báo cáo với Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh về kết quả thực hiện công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Báo Dân tộc và Phát triển. Năm 2022, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục xuất bản và phát hành 104 số báo theo chức năng là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc, diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động với tên miền báo dân tộc.vn báo dân tộc và phát triển đã và đang quyết liệt triển khai đa dạng hóa các loại hình báo chí đa phương tiện như đưa tin video clip, chương trình điểm tin đọc báo, tích cực truyền tải thông tin trên nền tảng mạng xã hội như YouTube và fanpage Facebook. Cùng với đó, Báo Dân tộc và Phát triển đã thực hiện nhiệm vụ xây dựng Báo Dân tộc và Phát triển thành cơ quan truyền thông đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc và thông tin tuyên truyền hiệu quả, kịp thời về đề án tổng thể và chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Về phương hướng năm 2023, Tổng biên tập Lê Công Bình cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của báo là thực hiện nhiệm vụ xây dựng báo thành cơ quan truyền thông đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc và thông tin tuyên truyền hiệu quả, kịp thời về đề án tổng thể và chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện nhiệm vụ tiểu dự án 1 của dự án 10 của chương trình mục tiêu quốc gia. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà báo dân tộc và phát triển đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời cơ bản đồng thuận và nhất trí với các đề xuất, kiến nghị của báo, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đề nghị báo dân tộc và phát triển cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là thông tin tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia. Sáng ngày 24 tháng 11 tại Cao Bằng, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tư duy sáng tạo trong việc tham mưu xây dựng thực hiện chương trình chính sách dự án tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho công chức viên chức. Tham gia lớp bồi dưỡng gồm 40 cán bộ, công chức viên chức làm công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc và cán bộ dân tộc tỉnh Cao Bằng. Lớp học được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 11 thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc lần này nhằm trang bị bổ sung thêm thông tin kiến thức và kỹ năng từng bước nâng cao hơn nữa năng lực cộng đồng của cán bộ cơ sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc tham gia hiệu quả hơn về việc xây dựng các chương trình kế hoạch hành động cũng như việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tham gia các chương trình chính sách dân tộc có liên quan tại địa phương trong thời gian tới Vừa qua, công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh và ban dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Nội dung buổi tuyên truyền thông tin về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta, thủ đoạn việc nhẹ lương cao của các đối tượng mua bán người, luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019, chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ngày 22 tháng 11 tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề giới thiệu trình diễn di sản văn hóa các dân tộc nùng, tài, giao tỉnh Lạng Sơn. Triển lãm chuyên đề trưng bày gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, tiêu biểu, chọn lọc và được chia làm 3 phần chính, gồm di sản văn hóa phi vật thể dân tộc nùng, di sản văn hóa phi vật thể dân tộc tài và di sản văn hóa phi vật thể dân tộc giao. Bên cạnh không gian phòng trưng bày, trong khuôn khổ triển lãm còn tái hiện mô hình nhà sàn truyền thống dân tộc Tây và các hoạt động trình diễn một số nghề thủ công truyền thống của người Tây, nùng như đan lát dệt vải, làm đầu sư tử, gà đất và các trò chơi dân gian truyền thống như đánh sảng, đánh yến, đi cà kheo, tung con. Triển lãm diễn ra từ ngày 22 tháng 11 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2022. Chuyển sang một số tin tức hoạt động tôn giáo nổi bật khác trong hai ngày 20 và 21 tháng 11 tại thành phố Pleiku tỉnh gia lai trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng thông tin tuyên truyền về dân tộc tôn giáo năm 2022 tại hội nghị các học viên được thông tin về các chuyên đề khái quát chung về tôn giáo tín ngưỡng và vai trò chức năng giá trị của tôn giáo tín ngưỡng tại việt nam kỹ năng định hướng tiếp cận và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 2025 130, tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh và một số vấn đề cần quan tâm. Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức kỹ năng cần thiết để tuyên truyền các vấn đề tôn giáo dân tộc, có giải pháp đổi mới phương pháp phổ biến tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên ở địa phương. Sẽ có 1091 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 là thông tin được Thượng tọa Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban thông tin báo chí đại hội cho biết tại hội nghị giao ban báo chí Trung ương ngày 22 tháng 11. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28 và ngày 29 tháng 11 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1091 đại biểu chính thức. Với chủ đề kỳ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 là một sự kiện quan trọng được tiến hành theo hiến trương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. hai lần bị thương, anh bộ đội Vàng Hồng Phong mới chịu rời quân ngũ, trở về với bản làng. Thay vì ăn hưởng chế độ thương tật, người thương binh ấy vẫn hăng say lao động, miệt mài đi tìm cái mới, cái hay để phát triển kinh tế gia đình, làm gương cho bà con nói theo. Người đào ao ở lưng chừng núi là tên bài viết của tác giả Phạm Việt Thắng, được đăng trên báo Dân tộc và Phát triển. Ngôi nhà sàn khang trang, xinh xắn của ông Văn Hồng Phong sang trọng đẹp đẽ hơn bởi dàn phong lan thơ mộng đầu hè. Chứng tỏ chủ nhân của ngôi nhà chắc chắn là người rất có tâm hồn và cuộc sống phải ở mức khá giả. Ông Phong vội khóa vòi phun nước mà theo ông là thói quen mỗi sáng tưới cho dàn phong lan. Ông xuống tận chân cầu thang để đón chúng tôi. Khỏe bọ, tiếng Thái là khỏe không? Ông vồn vã hỏi thăm sức khỏe, thân mật và ấm áp vô cùng. Chúng tôi xin được ngồi ngoài hiên để trò chuyện, nhưng ông nhất quyết không đồng ý. Khách quý mà, phải vào trong nhà, phải uống một chén rượu đã. Tôi gợi lại chuyện chiến trinh, ông Phong rực sáng, giọng ông hùng hồn, ác liệt lắm và cũng vinh quang lắm, chiến đấu để bảo vệ tổ quốc mà. Rồi ông sắn tay áo lên, nói về vết thương trong trận đánh ở Mộ Đức Ba Tơ. Vết thương này làm cho tay tôi không thể bóc cỏ súng được nữa, đành phải rời chiến trường. Ông Phong nhớ lại một thời hào hùng. Ông kể, năm 18 tuổi, 1968, ông lên đường nhập ngũ. Đơn vị ông chiến đấu ở chiến trường B5 rất ác liệt. Ta và địch giành nhau từng mét đất. Trong một trận đánh vào đồn địch, ông đã bị thương. Khi tỉnh lại thì đã nằm trong trạm xá, đồng đội không còn mấy người sống sót. Hồi phục, ông được chuyển về sư đoàn 2 do tướng Nguyễn Trơn chỉ huy chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên gọi là B3, rồi tiếp tục tiến đánh địch ở Bình Định, Quảng Ngãi. Chính ở chiến trường này, ông bị thương lần hai và không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Miền Nam chưa được giải phóng, thế mà tôi lại không thể tiếp tục cầm súng được nữa, tiếc lắm, giọng ông phong trùng xuống. Ông Phong ngừng một lúc như để qua cơn xúc động, rồi vỗ vào vai tôi nhỏ nhẹ. Tôi còn may mắn lắm, chỉ bị thương một tay, nhiều đồng đội của tôi phải nằm lại chiến trường, nhiều người đến nay vẫn chưa tìm được mộ. Nghĩ thế nên mình phải càng nỗ lực lao động, không để trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội phục viên, anh thương binh Vang Hồng Phong được giao làm kế toán hợp tác xã. Làm cái anh kế toán, đầu đội chính sách, vài mang chứng từ, phải phân minh, công tâm thì bà con mới tin. Ông Phong nói như thế và thêm rằng, mình làm việc vô tư, trong sáng nên bà con quý lắm vì mình là bộ đội cụ hồ ma. Nghỉ kế toán, bà con lại bầu ông làm trường bản. Ông kể, ngày xưa bản nghèo lắm, ít ruộng nên thiếu đói lên miên. Mình là trường bản thì phải nghĩ cho bà con ít ruộng thì phải tăng năng suất, muốn tăng năng suất thì phải bón phân, phải tìm giống lúa mới. Cứ làm theo lối cũ thì làm sao mà đủ ăn được. Thế là tôi vận động bà con nuôi nhốt trâu bò để lấy phân bón ruộng, vận động họ phải trồng giống lúa mới. Mà muốn nói cho bà con nghe thì mình phải làm trước. Tuổi lớn, sức yếu, ông xin nghỉ trường bàn thì bà con lại bầu làm người có uy tín. Cùng thời gian này, ông được nhận đất rừng sản xuất, à vừa có đất sản xuất nhưng cũng vừa là mô hình cho bà con học tập, ông Phong nói trong niềm hân hoan. Nhận đất, việc đầu tiên là ông quy hoạch từng khu trồng cây và chăn nuôi. Phần đỉnh đồi thì trồng cây lâu năm, tiếp nữa là cây ăn quả và cuối cùng là trồng rau. Chúng tôi cùng lên núi để tận mắt khu rừng mà theo ông là đầy đủ các chủng loại cây trồng. Thấy tôi ngạc nhiên trước ao cá nằm ở lưng chừng núi, ông Phong cười Mấy ông Tây về làm vườn ở Pù Mát cũng rất ngạc nhiên, họ cứ hỏi đi hỏi lại làm sao mà đào được ao trên núi. Bữa phát hiện ra mạch nước ngầm ở đây, tôi gieo lên, sung sướng lắm, có nước là có cây. Thế là thuê máy đào ao, vừa nuôi cá, vừa dùng làm nước tưới cho cả khu này. Vì thế mà mùa nào thức nấy, ngày nào bà nhà tôi cũng có thứ mang ra chợ bán, ít ra cũng có thu nhập răm 300.000 đồng một ngày. Bác làm được như thế này thì có vận động bà con làm theo không? Có chứ, Tôi đã từng rất buồn trước cảnh đất vườn thì có nhưng nhiều bà con lại cứ ra chợ mua rau. Ngoài vườn rau nhà tôi làm hình mẫu, tôi thường kể cho họ nghe chuyện ở miền Tây Nam Bộ, nơi mà tôi được đi tham quan rằng họ sống ở trên sông nước thế mà vẫn trồng được rau xanh để bán, tại sao ta có đất mà lại phải đi mua rau. Lời nói của tôi có tác dụng lắm, bây giờ nhà nào cũng có rau xanh quanh năm, ông phong rất phấn khởi xuống núi tôi thân mật hỏi ông có tiếp tục làm người có uy tín khóa tới nữa không ông phong không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ kể lại câu chuyện hồi đầu năm tôi vào thăm con gái ở đắk lắc có mấy tháng thôi mà bà con gọi điện thoại tíu tít họ nhớ lắm khi trở về mọi người đến kín nhà ai cũng nói nhớ bác mong bác về lắm lắm câu chuyện giản dị của ông phong đã làm tôi rất xúc động chia tay ông tôi thầm nghĩ vì bác là bộ đội cụ hồ cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem chương trình điểm tin đọc báo của báo dân tộc và phát triển xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo